Xin chào quý vị và các bạn, mình là Hoàn đến từ trung tâm trong xe sắp xong sắp xe Hưng Minh Auto đi theo Linh ở 91 thì cầu Giấy Hà Nội. Thì mình đã có rất nhiều các clip chia sẻ về chăm sóc xe, về độ xe, về watt đổi màu xe. Thì ngày hôm nay mình cũng chia sẻ đến với các bạn một chiếc xe GLS. Nói chung là dòng GLS của Mercedes, nó là một trong những dòng xe SUV và đang trở nên rất thịnh hành và cạnh tranh với các phân khúc như BMW X7. Chiếc xe GLS này thì nó gồm có rất nhiều các cái phiên bản GLS 450, GLS 580, Maybach GLS, và đương nhiên nó sẽ khác nhau về giá cũng như option cũng như ngoại hình. Thì ngày hôm nay mình đang ngồi trên một chiếc xe GLS 580. Chiếc xe này có giá lăn bánh khoảng tầm, mình nhớ đâu đó cũng nhầm, tầm 8 tỷ hơn một chút. Còn GLS 450 như các bạn biết là giá lăn bánh của nó khoảng 6 tỷ. Còn GLS Maybach thì nếu như mình nhớ không nhầm nó khoảng hơn 10 tỷ, 11-12 tỷ gì đấy. Thì đầu tiên là sự khác nhau về giá thành, và đương nhiên là các cái option ở bên trong nó cũng sẽ rất khác. Đây là một trong khoảng 5 chiếc GLS 580 gần như là đầu tiên ở Hà Nội. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói một số các chi tiết cơ bản. Chiếc xe này thì được sang bên Hưng Minh Auto Detailing để làm một số các dịch vụ về chăm sóc và nâng cấp một số option như là bước chân thò thụt. Và nó khác với cái GLS 450 và Maybach GLS ở những điểm gì, thì ngày hôm nay mình sẽ nói qua một chút về so sánh để các bạn có thể cảm nhận. Đầu tiên đó là cái hệ thống hàng ghế ngồi thứ hai, thì các bạn sẽ có được hai cái màn hình điều khiển gối đầu ở đây. Theo nhà hãng Mercedes sản xuất thì cái màn hình gối đầu này nó sẽ là điều khiển cho cái màn hình ở phía trung tâm. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây là màn hình, nó là màn hình điều khiển ở phía trung tâm. Nó gồm có đây. Nó sẽ giống như cái màn hình điều khiển ở phía trung tâm và người ngồi sau sẽ sử dụng điều khiển. Nói chung là các dòng xe Mac thì đa số họ sẽ phục vụ cái hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai bao giờ cũng sẽ là cái hàng ghế tiện ích nhất. Ví dụ như các dòng xe như là Maybach thì cái hàng ghế thứ hai bao giờ cũng là có massage, rồi cái chỗ ngồi thoải mái nhất cho các cái chủ nhân của hai cái màn hình gối đầu. Và cái một cái đặc biệt nữa mà chiếc GLS 450 không có mà chiếc GLS 580 lại có, đó là cái bậc tì tay này. Cái bậc tì tay này nó sẽ có một cái màn hình nhỏ nhỏ ở đây để giúp cho các bạn đấy, mình khi mình ấn nút thì nó sẽ tự nảy lên. Và chiếc màn hình này nó giống như một chiếc iPad, và nó cũng là cái chiếc màn hình để điều khiển hệ thống giải trí. Ví dụ như là khi mà trong di chuyển quãng đường dài mà chủ nhân thì ngồi phía sau có thể điều chỉnh các cái âm thanh này, hệ thống đèn viền này, như cái màn hình ở trung tâm ở phía trước, nó rất là tiện ích. Và cái này thì chiếc GLS 450 sẽ không có. Còn đối với Maybach GLS thì đây nó là cái tủ, các bạn, nó dùng rất nhiều các cái option đi kèm theo. Đó là một điểm khác. Và ngoài ra thì chiếc GLS 580 này cũng trang bị hệ thống âm thanh loa 26 loa âm thanh gồm, và hệ thống đèn viền là 64 màu, nó giống như chiếc Maybach GLS. Còn đối với phiên bản GLS 450 thì loa chỉ có 10 đến 11 loa, và nó không có hệ thống đèn viền 64 màu này. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên cái hàng ghế đầu tiên để xem là nó sẽ có một số khác biệt gì nữa. Bây giờ là hiện tại mình đã di chuyển lên hàng ghế của hàng ghế lái. Thì ở đây thì chiếc loa riêng chiếc GLS 580 thì khác với 450 là ở đây là cái hệ thống loa boom và có đèn viền. Đấy. Và hệ thống đèn viền là 64 màu. Và các chi tiết tablo ở đây nó cũng sẽ khác với phiên bản GLS 450. Và một điều đặc biệt nữa của chiếc GLS 580 này, nó sẽ giống như chiếc Maybach GLS, đó là nó có chế độ nhún. Thì mình muốn nhờ bạn quay phim sẽ tiến lại gần đây để mình chỉ cái chế độ nhún. Đây là cái chế độ nhún mà các bạn có thể xem trên một số kênh TikTok hay là một số các cái quảng cáo về Maybach GLS khi mà di chuyển. Thì mình cũng chưa rõ là cái này thì nó để làm gì, hay là để
tăng cái sự thoải mái hay như thế nào, cái tính năng khai thác sử dụng thì mình cũng không rõ, nhưng mà cái này nó sẽ là điểm khác biệt giữa GLS 450 và GLS 580. GLS 450 thì sẽ không có. Và cái chi tiết vân gỗ, đèn viền, hệ thống loa 26 loa, đây là 26 loa. Vâng, bây giờ mình đang đứng ở bên phía bên ngoài của chiếc xe GLS 580 này. Thì cái về mặt cơ bản thì chiếc GLS 580 này nó không giống chiếc GLS 450, có hệ thống cam 360. Rồi có một cái điểm khác biệt mà các bạn có thể nhận ra rõ nhất, đó là chiếc mâm. Chiếc mâm của chiếc GLS 580 này thì nó là mâm 23 inch, và cái hình dạng và cái nó sẽ có phay kết hợp với lại màu đen. Thì cái này thì nó sẽ tùy theo mắt thẩm mỹ của mỗi người. Với kích size mâm 23 inch này thì đi trên đường thì mình nghĩ là nó cũng hơi ổn một chút. Còn về cơ bản là sẽ giống như chiếc GLS.